Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành Easy đây, và chúng ta hôm nay sẽ tục với series đó chính là The Battle Cat 2 hay là Cat Commander nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy là cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào, let's go. Thì mình sẽ cần phải mở ra một số nhân vật mới trong này để mình cứ mở đi anh em. Nhớ đâu được con robot thì đúng là đỉnh của chóp ha. Chả biết có được không nhưng mà cứ thử á. Nhớ đâu được. Skip. Ui, Uja Superray. Vãi là lồng. Oh my god, trời ơi, cái con khuê đây. Con này Uja Superray luôn, một trong những con mạnh nhất ở trong này luôn anh em ạ. Fuck you, boy. Vãi cả đạn. 5 sao luôn. May thế. Ui, một con mèo. Ui, một con mèo. Một con mèo đẹp. Con mèo đẹp thật sự luôn. Tôi chỉ cần 2 con này thôi. Theo tôi cần 2 con này thôi nhá. Xong rồi tính sau ha. Mai mở tiếp anh em ạ. Wow. Chúng ta sẽ mở cái này ra và kiếm một vài món vũ khí ha. Không đủ luôn. Play Gacha. Mở nào anh em. Nó tặng mình mấy cái vé thì quá ngon luôn. Một món vũ khí, một quả kiếm Ray ạ. Water. Chúng ta cần 2 món vũ khí cho 2 con ha. Con thần luôn anh em, chúng ta còn con thần luôn kìa. Một quả khiêng ạ, Super Ray ạ, rồi ok, dừng lại nhé. Trang bị cho bọn này để mang đánh nhau cái, nhờ, ok. Vãi đạn luôn anh em ạ, clear mission này. Được thêm cái gì đó này. Vãi lồng. 5.000 gold luôn, được thêm 3 game luôn. Ui, nhiều game quá anh em ơi. Tuyệt vời. Rock to rank up gì đó, mình có thêm mèo mới trong team ạ. Vãi cả đạn. Tự nhiên là có thêm mèo mới ạ, New Chapter. Mà con mèo xịn dã man luôn ấy. Đây này, đây này. What? Vất đờ hợi luôn, chẳng hiểu sao mà tự nhiên lại có con đấy luôn ạ. Cái đỉnh của chóp vãi. Đấy. Ui. Con này nhiều con ấy nhỉ? Con mấy con Pokemon lửa bên ấy nhỉ, bên phiên bản kia ta. Đẹp dã man luôn anh em ạ. Thêm con này nữa đi. Ui, con mèo lực sĩ ạ. Vãi cả đạn. Đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi tại sao nó khỏe. Yes. Giờ nâng cấp thôi, nâng cấp cho nó khỏe lên ha. Và cho nó đồ vào trong team ha. Nó có đồ gì mạnh nhất thì đưa cho con này. Con này nó cầm được cái gì nhỉ? Cầm được cái khiêng anh em ạ. Cầm cái khiêng cũng được ha. Con này thì cầm không có đồ rồi. Con này không phải có cái khiêng cơ. Đây này anh em nhé, trong cái banner này là con này là một trong những con mạnh nhất. Thế mới là dị. Ở trong cái Gacha đúng không? Gacha về robot đúng không? Gacha robot đầu tiên đúng không? Đây, ấn vào cái bảng này nó cũng sẽ hiện lên như kiểu bên kia thôi. Ô, con này mạnh nhất luôn ạ. Vãi cả trưởng luôn ạ, con này con mạnh nhất luôn. Nó là Ultra Super Ray anh em ạ. Volcan Gear Ifrit, thần lửa anh em ạ. Ui, Fire Attack. Fire Shield, nó có Fire Attack này nhân 2.5 với cái hệ lửa anh em ơi. Nó có cái Fire Shield giảm đam từ hệ gỗ anh em ạ, 30%. Nó có một số skill nữa cơ. Mạnh tiếp theo là Athena. Vãi đã. Mà con này giá, con này bao nhiêu nhỉ? Con này xịn nhất trong cái đống này luôn. Nhưng mà tôi chẳng hiểu sao tôi lại lấy con này. Không hiểu, thật sự không hiểu luôn. Con này CP nó sẽ rơi tầm khoảng 200 à. Mình nâng cái kiểu gì thì nâng. Fire Core. Nâng cái giới hạn của cái từ từ mình sẽ phải level up cái này lên này. Cast Power Max. Đó, Cast Power Max, cái này ngon hơn này. Cast Power gì đó. Beating enemy, có thêm gold khi mà chúng ta tiêu diệt enemy này. Cái này khá quan trọng này anh em. Đây, khá là quan trọng luôn đấy. Time units. Giảm thời gian là drop rate, stamina, max stamina for quest. Cái này thêm gold khi tiêu diệt quái vật cũng khá ngon anh em ạ. Rồi mình nâng cái này nhá, nâng cho cả team luôn anh em ạ. Rồi ok, vào trận đi anh em ơi. Chắc là tôi sẽ đánh được cái map này rồi đấy. Ở đây có cái quest đơn giản, thì lấy con mạnh nhất luôn bằng một lần mở Gacha. Thế nó dị à? Quá dị luôn.
main story, hoặc là không cần thiết về con đấy mà mình chơi cái con này cũng được, con này CP Theater tầm 160 thôi anh em ạ, không phải quá đắt. Đấm nhau với con Husky Man thì mình nghĩ là dễ thôi. Hôm qua mình đang đánh thì mình kiểu là bị hơi bị ấy quá, mắc 140 luôn rồi. Gọi mấy con này ra trước anh em ạ, xong rồi tính sau ha. Chúng ta sẽ cần một vài con để nó tăng cho cái số tiền chúng ta đánh lên đã, xong tính sau. Rồi. Ờ? Còn một con ở hàng sau nữa, một con này cắt 160 anh em ạ. Tấn công anh em ơi. Rồi, tôi sẽ cần gọi ra một cái con đấy nhá. Con đấy sẽ nó sẽ gọi là tăng cơ chính cho team luôn, 160 anh em ơi. Đây đây đây. CP 160 luôn. Ồ, con mèo này trông xịn đấy. Và bây giờ sẽ mua Ifrit thần lửa thôi. Bây giờ dồn tiền mua Ifrit thần lửa là thắng rồi. Ui, con mèo anh trông mèo Titan à. Wow, mèo xịn thế, nhìn đẹp thế anh em. Tăng cơ được. Ifrit, ui, mèo ơi, nó chết luôn anh em ạ. Tưởng mạnh lắm. Nhưng vẫn cần phải có tăng cơ anh em ạ. Theo mình thấy là vẫn phải tăng cơ ha. Vẫn cần phải có bọn tăng cơ ở đây này, không là chúng ta vẫn chết như thường anh em ạ. Tự nhiên có mỗi cái bọn này làm cho sức mạnh chúng ta nó bị suy giảm mà. Ghét ghê. Con này yếu ấy. Sự con này khá yếu. Từ từ nha anh em, không gì phải vội vàng cả. Cần rất nhiều tăng cơ nha. Đứng lên trước em ơi. Thần lửa phát chết luôn ạ. Đàm rất to luôn. Đứng sau đi, đứng sau đi, đứng sau đi, đứng sau đi, đứng sau đi. Đứng sau đi, tôi xin mày luôn. Hề, đừng có lên trước, tao xin mày đấy. Tao xin mày luôn đấy, Thương ơi, đừng có lên trước. Thế tiêu đi đấm nhau, còn đánh nhau bọn kia cơ. Như này chưa ổn đâu. Cho đây hai con Titan ha. Con Titan thứ hai đã xuất hiện rồi anh em. Cái này hồi lâu phết nhỉ. Nhanh đâu. Rồi, chúng ta có một binh đoàn quân đằng sau. Với con Ifrit thần lửa của mình thì mình thấy nó đang rất là mạnh và giá rất là rẻ anh em. Giá cực kỳ là rẻ luôn ý. Chạy nhanh quá, nhưng mà chạy nhanh quá em ơi. Chạy nhanh quá em ơi, bình tĩnh nào. Đúng rồi, phải có tăng cơ lên, phải có bọn tăng cơ lên, cho bọn tăng cơ lên. Tăng cơ lên, tăng cơ lên, tăng cơ lên, tăng cơ chạy lên đi. Ui, khỏe luôn. Vậy là Ifrit, đúng là Ifrit xịn thật. Nâng cấp cho Ifrit anh em ơi. Nhưng để 7.000 để mình nâng cấp được Ifrit cơ nhá. Clear xong cái chap này. Hay ghê. Cho thêm kiếm thêm 5 game ha. 7 hero. Rank up cái gì đó. Mai mình tiếp tục sẽ mở thêm mèo anh em ạ. Chúng ta có thêm một số loại đồ ha. Để gọi là búp thêm cho team. Một cái hòm. Được một con mèo Ray anh em ạ. Con này là con Goose đánh tốt với hệ lửa anh em ơi. Rồi, team lại có thêm một con nữa. Formation. Rồi anh em ơi, chúng ta có thêm một con mèo nữa. Con này con Ray ha. Nếu mà so về máu thì con này máu là 3.900 anh em. Có tiền thì phải nâng cấp con này nè nhá. Có tiền thì chắc chắn là 100% tôi sẽ nâng cấp con đấy luôn. Đó, level up luôn. Level up luôn. Đơn bùa học 4027 anh em ạ. Úi xồi ôi, một mình cân tim rồi. Formation này. Có đồ gì cho con này cầm được thì cầm không? Ồ, nó có thể cầm được cái cung anh em. Con này là bắn xa. Con này không phải là tăng cơ anh em ạ. Con này là bắn xa. 34 đem. Cái nào cũng được mà. Con này con cung anh em nhá. My god, có quả kiếm xịn thế. Water Ziharden. Nâng cấp được con mèo này không? Con mèo này nhìn trông cũng khá là ok ha. Có thể là đam chính của chúng ta luôn đấy. Một con Ray ha. Giá của nó sẽ bao nhiêu? Từ từ, giá của cái giá của nó sẽ là 135 thôi. Đây vừa up. Nó khá là rẻ, nó không đắt như cái kiểu kia. 175 này. Nâng cấp cho hai con này á. Dù sao nó có 3 sao. Bọn kia chỉ ở 1 sao thôi. Bọn kia làm khiêng thịt là tốt rồi. Ok, clear mission này.
Thêm vàng này để nâng cấp này. Ngon chưa? Daily này. Hay quá, game này hay quá anh em. Tôi được con luôn con thần lửa anh em ạ. Ifrit. Nhìn trông mà xịn thật. Được, được nó ấy nha. Game này hay mà. Anh em đánh thì, nhưng mà anh em, tôi không đảm bảo anh em có thể may mắn được giống như mình đâu nha anh em. Event này. Đây cũng có event nha anh em. Rất là nhiều event luôn. Challenge rank 2. Úi dồi. Cái nào dễ dễ thôi. Cái nào đánh dễ thôi anh em ạ. Úi đấy chưa. Team mình nhìn trông xịn đâu. Con này 5 sao luôn. Quái thả đạn. Được con mạnh nhất luôn anh em ạ. Nhiều khi mở đến tận 10 cái gacha ra khi không ra ấy. Nhưng mà chúng ta chỉ mở cần mở một gacha thôi. Duy nhất thôi lại ra anh em. Thế 50 phê. Ồ xong ra con kiếm sĩ à. Con kiếm sĩ dưới đang còn 135 cơ. Chúng ta sẽ cần một ít khiêng thịt trước. Rồi để nâng cấp lên ha. CP này. Rồi anh em ơi. Xong mỗi ifrit thôi. Cứ thế mà đánh thôi. Tại vì tăng cơ hiện tại đang khá đầy đủ rồi. Mỗi ifrit là thắng 4.000 máu. Nó làm tăng cơ luôn anh em ạ. Khỏi cần nhiều. Đấy. Rồi xong rồi mua con kiếm sĩ ha. Mua con kiếm sĩ và con cung ha. Bây giờ chơi kiểu chất lượng anh em ạ. Không kiểu chơi số lượng mà chơi chất lượng thôi. 135 này. Ấy, nó cầm quả kiếm xịn anh em. Hello. 198 đam. Ui đánh, nhưng mà đánh toàn xịt anh em ạ. Đánh gần quá. Thật sự đánh hơi gần. Ui, thắng luôn con boss kìa. Tưởng nào. Chưa thấy thắng boss đâu nhá. Nhưng mà cũng gần. Phải đẩy lùi ra. Ô con này bắn cung anh em, đúng thật bắn cung. Chưa để đánh cận chiến thì đúng là phế luôn anh em. Phế vật luôn đấy. 135 anh em ơi. Ô kiếm sĩ mèo chết mẹ. À chưa anh em ơi. Kiếm sĩ mèo chưa chết nhé. Lên nào. Kiếm sĩ mèo chưa chết. Hai kiếm sĩ mèo luôn. Không tin là không thắng được bọn này. Phải thắng chứ. Úi xồi ôi, có con quỷ vương anh em ạ. Ifrit đối đầu với quỷ vương. Ui, bắn trưởng thực sự là xịn anh em nhờ. Chính ra mình bây giờ mình khá thích cái game này. Tụ tập trưởng anh em. Úi ôi, chỉ giết con quỷ vương thì thôi, nó không vào được ấy. Nó vào thì quái được. Giữ khoảng cách, chúng ta chỉ cần giữ khoảng cách thì thôi. Nó không bị knockback. Khá gớm. Quân mình cũng chết khá nhiều anh em ạ. Nó giết được quỷ vương thì đúng là đỉnh nhá. Nếu mà giết được. Đấy là nếu mà giết được. Chết rồi. Mệt rồi đấy. Bắt đầu là hơi bị khó nhằn. Úi rồi. Cho cần thêm con cung ha. Không, tôi cần thêm mấy con knockback. Mấy con khả năng đánh đẩy lùi này. Nó quỷ khỏe thế. Quỷ chơi kiểu này thì khỏe quá. Vẫn đang tăng cơ rồi anh em. Chết đâu. Chưa chết. Ifrit sắp hồi nha anh em. Như vậy ta sẽ có hai con thần lửa. Úi xồi ôi. Chết. Yes. Ui, tức là được quỷ vương luôn. Nó làm cái gì đấy được hẳn hòm vàng luôn anh em ơi. Yes. Đây là một sao, những cái nhiệm vụ là một sao thì ta nên đánh trước ha. Quest complete này. Game 3 này. Có thêm đồ xịn này. Ui super ray luôn. Có đồ xịn luôn anh em ạ. Cầm thôi. Ui 14.000 kìa. Team. Ok. Level up. 11.000 dành cho con này. 4.000 mods. Dành con này trước. Level 4, level 2 cần khoảng 1.900 anh em ạ. Để lên tiếp à, 288 à. Máu bây giờ hơn hẳn con Wario rồi. Nhưng mà giá đắt. Đá gắt gấp đôi à, đam to gấp đôi à. Nhưng mà bây giờ sẽ cho đồ à, cho đồ vào à. Có đồ xịn không? Vẫn thế à. Chẳng có đồ gì xịn cả. Con này là thuộc hệ cung nên nó chỉ đến thế thôi anh em nhá. Cũng không thể là đòi hỏi thêm được. Con này đang cầm ở hàng kia rồi.
Có quả thương này, Partition này. Có quả kiếm là ngon hơn không? Kiếm kia nó đang cầm 102, 111. Không, hết rồi anh em ạ. Thật ra đến đây là cũng không còn được cái gì gọi là ngon hơn rồi. Mình vừa thấy được cái cuốn sách hay cái gì đó nhỉ? Không rõ lắm, nhưng mà mình thấy là có cái cuốn sách hay có cái gì đó vừa xuất hiện ở bên kia. Rồi anh em ơi, tiếp tục là chơi nhiệm vụ cũng được, hoặc là chơi mấy cái thứ gì đó linh tinh được, nhiều thứ hay mà. Nhiệm vụ đây, nhiệm vụ thì bên này. Nhiệm vụ main story thì vẫn có. Đấy, mở khóa rất là nhiều thứ nha anh em. Có một con cái là nó thay đổi cái cục diện của cái game này luôn anh em nhỉ. Sao? Chưa lên level. Cái này clear rồi. Cái thế giới này clear rồi. Thôi xin, nếu nó không cho mình thì chơi quest vậy. Mình kiếm cái quest nào mà một sao thôi. Đầy quest mà. Đấy, chỉ có một sao này. Biết là sẽ khỏe đấy, nhưng mà chúng ta có thần lửa anh em ạ. Chúng ta có Ifrit, chúng ta rất khỏe luôn. Mở con xịn nhất luôn anh em ạ. Thế mới ngon. Chúng ta sẽ cần một vài con để nó gánh chỗ này đã. Phải giết được bọn này. Ôi trời ơi, ui Ifrit giết được một con cái tạo ra được Ifrit luôn ạ. Phê. Hello. Mua 135 nhá. Tại vì máu này trâu hơn con kiếm sĩ kia rồi, và kiếm con này nó khỏe hơn á. Tại vì nó có quả kiếm xịn. Mua thêm cung bên này. Thế tôi mất một máu hơi đáng tiếc một tí anh em nhỉ. Mua con này để cho nó hồi đi là xong. Rồi đấy, bây giờ mua khiêng thịt vẫn là missile ha. Có những con thú rất là dịu, chắc bọn này bọn thiên sứ anh em ạ. Nhìn nó, cái kiểu hệ của nó mình nhìn có thể thấy được. Nhìn nó có thể hiểu được cái hệ của nó là như thế nào ha. Đây là bọn Slam, ui đánh lan, phê thật sự luôn anh em. Cho có hai con kiếm sĩ nha, hai kiếm sĩ mèo nha. Thêm một thằng bắn cung nữa, thằng này to dã man mà lại nghĩ, mà tưởng nó lại là ấy cái. Tưởng là tăng cơ cơ anh em, nhưng thực ra nó là ấy. Ok. Bây giờ có khiêng thịt thì cứ mua khiêng thịt thôi. Khiêng thịt đắt thế. Khiêng thịt đến 60 đồng thì đúng là đắt. Dã man. Hồi đấy, 135 là hồi đấy anh em ơi. Tiết kiệm. Ui, đại thiên sứ luôn. Mắc tiền luôn, nhưng mà chưa kịp. Chưa kịp hồi. Hơn 1000 dam anh em ạ. Ifrit đây là hơn 1000 dam dành cho mấy cái con này luôn. Ok. Khỏe luôn. Đấy, cứ 1300 bao nhiêu dam ấy. Đấm tẹt bồ anh em ạ. Cung thì sau cứ ở sau mà bắn thôi. Cung ở sau cứ mà bắn, mà bắn trả bọn này thôi. Khá dễ ha. Kêu thịt anh em ơi. Chết giờ. Có cái khả năng bắn đẩy lùi anh em ạ. Khá hay ha. Tốt. Làm sao mà bắn được cái bọn đằng sau nhỉ. Nó cắm luôn cả thanh kiếm của mình của nó xuống đất anh em. Thằng nào dính thì thằng ấy đen thôi. Đỡ hộ mấy con kia cái. Chết rồi, chết khá nhiều ha. Cần thêm một con Ifrit nữa là ngon ha. Nó có quả kiếm dã man thế nhỉ. Ifrit, hai Ifrit luôn. Chiến luôn. Bắn hai tiên năng lượng. Ui, 1300, hơn 1300 máu. Thật sự là quá, vẫn quá khỏe anh em ạ nhờ. Ifrit đúng là đỉnh của job à. Anh em hay dã man nhỉ. Anh em thấy hay không? Hay là do anh em mở được con xịn thôi. Chắc là vậy. Ba game này.
được khom vàng luôn này. Ồ, nó mờ được một cái gậy, nó mờ không được gậy xịn à. Rồi ok, chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào anh em.